Thưa quý vị, khôi phục hoạt động vận tải hành khách bằng đường sông sau khi thành phố chuyển trạng thái bình thường mới, theo nghị quyết số 128 của Chính phủ, Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ có công văn số 3029 về hướng dẫn tổ chức hoạt động giao thông đường thủy thích ứng an toàn và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Theo đó, có 50 trên 85 bến đò, bến phà vận chuyển hành khách nội tỉnh được phép hoạt động vận chuyển hành khách, nhưng phải đảm bảo các tiêu chí về 5K và quy định về xét nghiệm tiêm vaccine phòng bệnh, chủ bến thuyền viên phải thực hiện việc giảm tải. Cũng theo công văn này, tất cả các bến vận chuyển hành khách liên tỉnh tiếp tục ngưng hoạt động và chờ sự phối hợp với các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp mới được phép hoạt động.